không biết làm sao luôn. À, mình cho nó cháy trên đây xong mình đưa nó xuống. Ồ, được rồi. Bây giờ là mình phải nghĩ cách để đưa cái kia xuống rồi. Ôi chị ơi. Thôi, nó lật đấy, nó lật đấy. Ai làm thế? Thôi bỏ nó. Em bỏ lên đây nè, từ từ nha chị. Ôi trong cái ảnh khói chết luôn á. Cách mình trút qua đây được không? Đưa chị mượn đi. Đâu, chị cần gì? Đó, đổ nó qua đây. Ê, sao? Chị sợ quá đây này. Đổ này vào đây á? Ừ, đổ xuống. Đổ từ từ ra nha. Rồi. Ôi sao mình vụng về quá. Em qua bên kia đi. Mất tiêu rồi. Em cầm cái xô. Rồi. Đây. Hai tay. Ok. Đâu. Em cứ mò mò hai tay là em đi tới là em thấy. Ủa con nào vừa mới bò xuống chân mình vậy ta? Không có con gì ở đâu cả. Mới chạm được nó mà trời. Đâu rồi? Anh mò thử dưới đây có không? Em nè, anh xuống kia. Thử ra tiền cho mày á. Cùi á. Không có gần gì hết. Không có. Bài đó. Ngày này cứ cho. Ngày mà tôi đôi mươi. Ngày hoàng nhiên có nốt màu nắng. Ngày tình chưa tới. Ngày mà kể gió vội phai. Mà kể mây có bên ai. Ngày ta vô tư như thế. Có là mãi mãi. Điệp khúc đi. Xa vờ hỏi mẹ về mối tình năm nào. Ai thích ai. Để nghe mẹ kể về một chàng trai. Sẽ thế nào khi đang yêu. Và em cứ muốn ngắm mãi nụ cười của ai. Cứ muốn anh đi bên em. Quay phá để anh dỗ dành. Thương em như thế có quá kỳ lạ không em. Đêm là chính em. Để anh chân thành. Con đang đi lấy trứng gà. Ây da. Dạ biết. Trứng gà ở trên kia. Con lấy trứng gà để về đập trứng gà. Con định lấy trứng gà vậy, con làm món gì? Món trứng úp la. Trứng úp la có cá, có cua, có ốc quá. Úp la, trứng úp la. Con lấy mấy quả trứng thôi. Mỏi chân quá.
trứng thôi. Chị có lấy được rồi. Còn ba cái trứng để lại cho con nó. Con yêu nhìn của mẹ ơi. Dạ. Trời ơi. Mẹ coi con cá lóc nè. Wow. Con bắt thiệt á hả? Con bắt. Thiệt không? Cái thâu đó tặng. Trời ơi, thấy thương nha. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Trời tay mẹ con giờ là nghè luôn á. Trời tay nở hết trơn rồi. Dạ. Con ơi, cái này nó có giống bể bơi ở gần nhà mình không con? Không. Thôi nhưng một con gì dắt được rồi. Một không, con hai ba con nằm dưới đây nữa. À mấy con nhỏ nhỏ nữa nè. Có con ui, cua. Ui. Có con cua nữa. Do nó vẫn vậy hả? Con bắt được con cua luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thôi, ba mẹ mang cá vào làm nhá. Dạ. Xin nhá. Ủa con bắt kìa được chưa? Ủa vậy rồi à, em Linh Đan đâu rồi? Dạ em đi lấy trứng rồi. Em đi. Ở đấy phải hả? Đi tìm cả em Linh Đan nữa. Tiếp mang cái này vô đi. Ok Linh. Rồi hai đứa bắt cẩn thận nha. Cá to phết chứ đùa. Cá này ăn là bá cháy luôn. Con lấy được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con lấy được 10 quả. Còn 3 quả để ở đó cho con của con gà. Nó không phải khổ. Tại vì nó khổ là nó đẻ con rồi. Chị muốn lắm chơi không? Đâu mới lụa cái chạy hết trơn. Mà chị biết nấu cơm bằng bếp ga thôi. Cho nên bố mẹ làm hơi bị lâu. Anh làm được chưa? Chưa. Hai đồng. Hai. Anh ăn tạt nước đang mà. Đang xin cái rổ. Thôi không ngu. Sao? Xin rổ làm gì nói. Tạt nước. Hello. Hello chú Tạp, bắt được cái gì không? Mấy bao nhiêu cái trứng gà rồi chú Tạp ơi? 10 quả. Bố mẹ đem vô bố mẹ ăn mình rồi. Tụi mình được ra gì rồi? Em muốn ăn gì chứ. Em đi vô nha. Ủa sao gì kỳ vậy ta? À sao kỳ vậy? Sao lãng xẹt thì tự nhiên đến nói miếng đi vô. Là sao vậy? Hai tụi mình đi lên đi. Bốn hả? Em muốn dẹo. Lên. Cua đâu? À đó, cẩn thận, ui, cẩn thận nó quắp. Trời ơi, nó cặp con cá kìa. Con cá chết sẵn rồi. Không có, chưa. Bỏ ra bà, bỏ ra. Bỏ ra. Hồi đâu nó? Nó không chịu. Trời ơi. Nó rứt luôn rồi. Nó rứt luôn cái cọng. Ôi thôi, cẩn thận nó rứt luôn tay chị đấy. Nhưng mà này cua đồng nha. Chắc ăn ngon à. Đấy. Cua đồng khác gì cua khác, có cua gì nữa? Cua đồng, cua biển. Thế thôi á. Cái này là cua đồng, con to to là cua biển. Cá này cá gì nhờ? Không biết còn sống luôn ha. Con này nãy giờ sống kinh lắm. Đó, 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 vậy, 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 vậy. Sao mấy đứa nó giỏi hết chưa? Ốc nữa chứ. Nhiều lắm, ốc nữa nè. Quan rồi. Trọng là con to đùng rồi này. Bây giờ thế này, mình sẽ tận dụng hết tất cả những gì ở trong nhà này có để mình nấu. À, bây giờ cá lóc rất là to thì thôi bây giờ mình sẽ làm xong mình chia ra đi. À, một nửa thì kho. Còn lấy cái đầu nấu canh đi, tại bình thường cái đầu nấu canh là ngon nhất. Nhưng mà bây giờ mình có một cái món này ăn rất là ngon. Cái gì ạ? Cái này nấu với lại lá me. Biết cái lá me không? Bình thường người ta cứ nghĩ lá me là không làm được gì, nhưng mà lá me nấu canh chua cũng ngon. Ôi! Lúc nãy con đang ở ngoài, cái con đi vô lại là... Trời ơi! Ôi, lại cua nữa à? Ở đang ở ngoài mấy cô chú hình sáu bắt giùm mình á. Bắt giùm hả? Ồ! Thương chưa? Ôi, con nó cẩn thận, nó quắp, nó cẩn thận, nó quắp. Còn hai con cá ở ngoài đó nè. Trời ơi! Trời ơi, giỏi quá! Ôi, giỏi vậy mấy con. Ôi, con gái. Con vô đây con. Trứng à? Trời ơi, nhiều quá vậy? Nhiều trứng nhờ. Nhìn dây dần người bùng không vậy? Ta là gì rồi bác ơi? Té hả? Hai đứa té. Con giật lộn, con với em giật lộn ngoài đó. Ui. Sao giật lộn vậy? Dành nha bác hả? Dạ không. Ba bắt được vịt chưa? Chưa, đã... trời con áo cũng bị vô nè. Đã bắt rồi con ạ. Đang chờ giao vịt đấy. Anh bắt gà chưa? Gà nào? Lo bắt cá, bây giờ mẹ sẽ nấu một món rất là...
Thôi con nấu với, con muốn đập trộn. Ê, 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 ê. Ok, ê, coi có phải ra nữa nào. Có một món rất là trong ngon. Trong này có cua nhưng nó quắt cho một phát thì đó chính là món canh chua lá mè. Nhưng mà để muốn có canh chua lá mè thì mình phải hai lá mè chứ. Hai lá mè. Nhưng mà giờ cho tụi con tắm cái đã. Để con vô con lấy bột nè. Ừ, từ 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 từ. Ăn luôn. Xối đỡ đi chứ vô. Làm gì đấy? Cái này làm gì? Cái này trang điểm được. Đây á. Sao mẹ lột quần không tắm luôn nha. Thôi hả? Đi nha con. Đây 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 một này rồi. Tắm được không? Trời ơi bùng. Thơm mùi bùng quá đi. Nước hoa. Con cá nó nhắm mắt luôn rồi. Con đứng giữ cái dụ cao cả của con này. Con sạch chưa mà con dụ lên mặt rồi chứ. Ê rửa chân đi. Đây đây cái kỳ cái cổ tay đi nào. Áo cởi được mà quần không cởi thôi chứ. Có giờ nào để bố đổ cái nước này đi, đừng cho lên người nữa. Ôi sao người em bị dơ, người ăn chả bị gì hết. Đây anh tới. Không phải người dơ vậy. Anh chật em xuống dưới. Đúng rồi anh dọn em xuống dưới nên buồn lắm vô. Con kéo. Bây giờ đổ phát từ đầu xuống nhá. Ôi lạnh đấy, lạnh lắm á. Sao con có muốn đổ từ đầu xuống không? Dạ không. Không hả lạnh. Thôi. Trời ơi bùng mà sao nó lên tới tận mặt vậy con. Con kia đó. Thích không, thích không? Đây còn lại cho cân này. Bằng sau luôn này. Trước ngực này, trước ngực. Được rồi.